Bây giờ là 7 giờ 10. Tôi đang ăn để chuẩn bị vào bốc thăm để bốc thăm chủ đề và những câu thoại bắt buộc. Và chuẩn bị chưa sức, tôi đang ăn một bát cháo. Đây là cháo này là rất là ngon. Những thằng ngày xưa cùng học cấp một. Nhưng mà chưa học một cấp nó. Cấp 3 tháng thì còn dễ hơn. Thì từ hồi nhỏ bây giờ bắt em casting diễn viên hồi nhỏ là chết. Kiếm được đâu 48 rồi anh. Nhưng mà cuối cùng lộ ra là ngày xưa cũng học cấp 3 học này cả. Anh là cô học cùng trường mà không biết. Tên thật là Trương Hà Phương, nhưng bây giờ là Trương Hà Phương. Anh buồn cười nhỉ. Thằng tuyển kết bạn khá tỉnh hồ. Quả trứng me bắt biến. Đó đâu? Cái bánh này ăn rồi mà. Cứu một nhân vật hero. Thì anh là làm gì đấy? Anh là bật thì anh là những gì nó cũng có thể lấy lại. Không chết, chỉ bị thương thôi. Chứ không thể nào mà mình cứ chọn bối cảnh cho hợp trong bắt đầu. Cuối cùng là phim của mình không đủ cảnh. Bây giờ mình có tận dụng cái đồng vốn này em thấy là ok. Anh đi đâu? Paper bags and plastic hearts. All our belongings and shopping carts. Bắt đầu. Ông bắt đến. Ông may mà đến rồi thằng chết. Quay đi, quay. Nhanh. Chúng tôi không cần biết phim có thành công hay không, nhưng mà với cảnh này tôi mãn nhãn lắm. Quay lại, em ơi, cô cảm em ơi. Quay lại. Từ từ anh ơi. Hoặc là chúng ta sẽ mãi mãi chẳng là gì cả. Hoặc là chúng ta sẽ mãi mãi là người hùng. À, hôm nay mẹ em không ra bán hàng à? Mẹ em hôm nay lại ốm anh ạ. Hôm nay mình nghỉ làm. Đi đâu? Giải cứu thế giới. Bây giờ thì chúng tôi đang thực hiện cảnh đang cơm. Đừng động đến con bé. Đừng động đến cô ấy. Đừng động đến cô ấy. Đừng động đến cô ấy. Nào, cô yên tâm. Không thì đừng nhanh. Đúng rồi đấy. Cô không sao chứ? Em cảm ơn các anh. Cô không sao chứ? Em cảm ơn các anh ạ. Bao giờ chúng ta bắt đầu? Bao giờ chúng ta bắt đầu? Bắt đầu nhá. Cho ngáp xong. Xong chưa? Điên, mày có sao không? Tao không thở được không? Mày có sao không? Tao không thở được. Điên. Một, hai, ba, bắt đầu. Xem. Lắp đầu. Chán nản, bỏ điện thoại xuống. Bực bội. Đến một địa điểm bánh mì nổi tiếng Hà Nội chứ. Giới thiệu bánh mì cô Nga. Đây sau này sẽ pasta chứ không dám được. Alo anh ạ. Đang quảng cáo bánh mì. Còn anh ạ. Ok, ra đây.